Bài thứ 9: Bốn món tâm vô lượng. Mở đề: đứng về phương diện tuyệt đối hay chân như môn, thì tâm của chúng sinh hay tâm của Phật cũng vẫn là một, không có rộng hẹp, thấp cao, sai khác, ngăn cách. Nhưng đứng về phương diện tương đối hay sinh diệt môn, thì tâm có muôn hình vạn trạng, tùy theo chủng tánh của chúng sinh mà có cao thấp, rộng hẹp không đồng. Hãy nghĩ đến tham, sân, si, mạng, vân vân, thì tâm trở thành nhỏ hẹp và bị quay cuồng trong lục đạo phàm phu. Còn làm theo lối tứ đế, lục độ, vân vân, thì tâm trở thành trọng lớn và được giải thoát lên đại nhân, tứ thánh. Cũng là một thứ tâm mà do chúng sinh hay Phật xây dựng mà có rộng hẹp, lớn bé, ngàn sai, muôn khác. Cũng như cùng một thứ bột mà cho người thợ làm bánh, khéo hay dụng mà có bánh ngon, bánh dở, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạc, bánh mặn, vân vân. Cho nên, Tôn Cảnh Lục có chép: tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm vọng động thì ngàn sự sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nên, không phải trời sanh ra, cũng không phải do đất mà có. Xem thế thì đủ biết tâm là động lực chính để làm cho ta sướng hay khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Vậy muốn thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, muốn được quả vị thánh nhân Bồ Tát, chúng ta cần trau dồi cho được một tâm vô cùng rộng lớn, một vô lượng tâm. Chánh đề: định nghĩa tâm vô lượng. Vô lượng là gì? Vô lượng nghĩa là nhiều, rộng lớn, không thể lường tính được. Tâm vô lượng là tâm vô cùng rộng lớn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của các thứ phiền não đê hèn của phàm phu, phá vỡ được các thứ quan niệm chấp trước hẹp hòi của nhị thừa, là tâm có một vùng thương yêu rộng lớn, có thể bao trùm đến vô lượng chúng sinh và tìm phương cứu cho tất cả. Vô lượng tâm cũng có nghĩa là đẳng tâm, cái tâm bình đẳng, phổ biến, bình đẳng, vì tâm này chỉ tự nhiên, không phân biệt, so đo, cao thấp, hơn kém, phổ biến, bởi nó trang trải mọi nơi, chẳng khu biệt, giới hạn. Và dĩ nhiên, nhân nào quả nấy, do thi hành bình đẳng, phổ lợi cho vô lượng chúng sinh, nên chi tâm này còn có công năng dẫn sinh vô lượng phước đức, làm cho sự kiện căn bản để cảm thành vô lượng quả báo tốt đẹp, ấy là quả vị Bồ Tát và Phật Đà. Hơn nữa, tâm này không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, dẫn sinh vô lượng phước đức và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong một thế giới và trong một đời, mà còn lan rộng ra đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau này và tạo thành vô lượng chư Phật. Tóm lại, chữ vô lượng ở đây hàm nhiều nghĩa: vô lượng nhân lành, vô lượng quả đẹp, vô lượng chúng sinh, vô lượng thế giới, vô lượng đời kiếp, vô lượng chư Phật và Bồ Tát. Thành phần và hành tướng của bốn món tâm vô lượng. Tâm vô lượng gồm có bốn phần là bi vô lượng, từ vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Bi vô lượng. Bi là lòng thương xót rộng lớn trước những nỗi đau khổ của chúng sinh và quyết tâm làm cho dứt trừ những đau khổ ấy. Như chúng ta đã học trong khóa thứ ba nói về tứ đế, cái khổ của chúng sinh thật là mênh mông, rộng lớn, không thể nói hết. Nó bao trùm cả nhân lẫn quả, cả thời gian lẫn không gian, cả phàm lẫn thánh, thật đúng là vô lượng khổ. Khổ nằm trong nhân. Trong các kinh điển thường có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.
Chúng sinh vì không sáng suốt cho nên chỉ khi nào quả khổ hiện ra mới lo sợ, chứ trong khi đang gây nhân khổ thì lại không nhận thấy mà vẫn cứ thản nhiên như không. Họ đang sống trong cảnh khổ mà họ không biết, nhiều khi lại cho là vui. Họ hoan hô tán thán và khuyến khích nhau gây khổ mà cứ tưởng là vui, như những đứa trẻ quẹt diêm quăng lên mái nhà lá rồi vỗ tay reo mừng với nhau. Vì thiếu sáng suốt cho nên đôi khi họ gây khổ để cứu khổ, chẳng khác gì làm cho đỡ khát bằng cách uống nước mặn. Khổ nằm trong quả, đã gây nhân khổ thì tất phải chịu quả khổ, đó là lẽ tất nhiên. Có ai trồng khoai mà được đậu bao giờ? Thế mà người đời ít ai chịu công nhận như thế. Người ta oán trời trách đất, trên khóc thảm thiết, làm cho cõi đời đã đen tối lại càng đen tối thêm. Cuộc sống đã khổ sở lại càng khổ sở thêm. Khổ bao trùm cả thời gian, từ vô thủy đến nay, cái khổ chưa bao giờ dứt, mà cứ chồng thêm lên mãi. Nó gây nhân rồi lại kết quả, kết quả rồi lại gây nhân, cứ thế tiếp tục mãi trong một vòng lẫn quẩn, như bánh xe lăn tròn trên đường thiên lý, không bao giờ dừng nghỉ. Khổ bao trùm cả không gian, cái khổ không có phương sở và quốc độ. Ở đâu có vô minh thì ở đó có khổ, mà vô minh thì như một tấm màn vô tận, bao trùm không chỉ một thế giới này mà còn vô số vô lượng thế giới khác nữa. Khoảng không gian mênh mông vô tận như thế nào thì nỗi khổ đau cũng mênh mông vô tận như thế ấy. Khổ chi phối cả phàm lẫn thánh, chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đã đành là khổ vô cùng. Loài người vì say đắm ngũ dục lạc và bị tham sân si chi phối nên cũng quay cuồng lặn hụp trong biển khổ. Còn chư thiên mặc dù không khổ như người nhưng cũng không tránh được cái khổ vì ngũ si tướng hiện. Cho đến các hàng thánh như Thanh Văn, Diên Giác vì còn mê pháp trụ trước niết bàn nên cũng không tránh khỏi nỗi khổ biến dịch sanh tử. Xem thế đủ biết nỗi khổ thật là lớn lao vô lượng. Có được một lòng thương xót lớn lao vô lượng cân xứng với nỗi đau khổ vô lượng, và có một chí nguyện cứu độ tất cả thoát khỏi nỗi đau khổ vô lượng, ấy là tâm bi vô lượng. Các vị Bồ Tát nhờ có lòng đại bi nên đã phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thệ nguyện độ khắp tất cả. Các ngài nhận thấy mình có sứ mạng tra vào trong sanh tử để hóa độ chúng sinh nên không chấp trễ ở niết bàn. Sứ mạng chính của các ngài là gần gũi chúng sinh để làm cho chúng sinh nhận được mặt thật của cõi đời, rõ thế nào là tà, là chánh, là khổ, là vui, làm cho chúng sinh nhận rõ được thân phận của mình mà thôi làm các điều ác, chừa các điều tội lỗi. Xem như thế, đủ biết lòng đại bi chính là động lực chánh để đi đến quả vị Bồ Tát và Phật. Trong Đại hội Hoa Nghiêm, Đức Bồ Tát Phổ Hiền cũng tự nhận và nói như thế này: nhân vì chúng sinh mà khởi lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm Bồ Đề, nhân phát tâm Bồ Đề tiến thành vô chánh giác. Câu nói của Ngài Phổ Hiền đã rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Phật đã dạy, hạt giống Bồ Đề không thể gieo trên hư không, chỉ trồng trên đất chúng sinh mà thôi. Vậy chúng ta là Phật tử, muốn tu Bồ Tát hạnh, tất phải mở rộng lòng bi, thương xót tất cả, không phân chia nhân, ngã, bỉ, thử, và phải phát nguyện độ khắp tất cả, nghĩa là phải tu luyện cho có được một lòng bi vô lượng. Từ vô lượng, từ là mến thương và vì mến thương mà gây tạo cái vui cho người. Từ vô lượng là lòng mến thương vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sinh và gây tạo cho chúng sinh cái vui chân thật. Vui của thế gian sở dĩ gọi là vui giả tạm, vì cái vui ấy không bền, cái vui ấy còn bị phiền não chi phối,
khi tham, sân, si, mạn được thỏa mãn thì vui. Nhưng có bao giờ những thứ dục vọng ấy có thể thỏa mãn được hoàn toàn và lâu bền đâu? Còn vui suốt thế gian là cái vui chân thật, vì nó lâu bền, thoát ra ngoài dòng phiền não của tham, sân, si, mạn. Nó không bị dục vọng chi phối. Cái vui này không ồn ào, sôi nổi, nhưng vĩnh viễn nhẹ nhàng, vì là cái vui của cảnh giới giải thoát siêu phàm. Muốn có được cái vui này thì trước tiên phải dứt cho hết các khổ do phiền não gây ra. Nếu không ngăn chặn được tham, sân, si hoành hành thì chỉ có thể có được một cái vui nhất thời giả dối. Bởi thế, các vị Bồ Tát muốn ban vui cho chúng sinh thì trước tiên phải có lòng từ bi vô lượng như đã nói trên, để luôn luôn răn nhắc chúng sinh đừng có gây tội, dìu dắt chúng sinh tránh xa những hố hầm nguy hiểm. Qua các giai đoạn đầu tiên ấy rồi, các ngài mới hướng dẫn chúng sinh đi lên con đường quang minh chánh đại, con đường sáng, để đến địa vị giải thoát mà hưởng cái vui vĩnh viễn. Nói một cách rõ ràng hơn là lòng từ phải đi theo lòng bi, bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo chúng sinh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ rõ phương pháp diệt khổ và được vui. Tỷ dụ, khi Bồ Tát muốn cho chúng sinh hưởng cảnh Niết Bàn thì trước hết các ngài chỉ cho biết thế nào là khổ, khổ đế và đâu là nhân của khổ, tập đế, sau mới chỉ cho thấy cái vui Niết Bàn như thế nào, diệt đế, và đưa ra phương pháp để đoạn khổ, đạo đế. Nếu chúng sinh y theo lời dạy của các ngài mà thi hành thì cái vui Niết Bàn sẽ xuất hiện. Như thế, động lực dạy cho chúng sinh biết khổ đế và tập đế là bi, còn động lực dạy cho chúng sinh biết diệt đế và đạo đế là từ. Nhưng nỗi khổ của chúng sinh đã làm vô lượng, lòng bi đã làm vô lượng, thì lòng từ cũng phải như thế. Muốn thành tựu tâm từ này, Bồ Tát phải dùng đủ phương tiện để làm lợi lạc cho chúng sinh. Tự trung có hai điểm quan trọng sau đây mà Bồ Tát không thể bỏ qua trong khi hóa độ chúng sinh là tùy cơ và tùy thời. Tùy cơ nghĩa là quan sát trình độ căn bản của chúng sinh như thế nào, rồi tùy theo đó mà dạy bảo. Tâm bệnh của chúng sinh vô lượng nên thuyết pháp của Bồ Tát cũng vô lượng. Nhưng chính vì bệnh vô lượng mà thuốc cũng vô lượng, nên cho thuốc đúng với bệnh là một điều mà chỉ có các vị lương y đại tài như Hoa Đà, Biển Thước mới làm được. Các vị Bồ Tát sở dĩ hóa độ được nhiều chúng sinh là nhờ ngoài trí huệ sáng suốt còn có một tâm từ vô lượng, không quản khó khăn, không ngại gian nguy, một lòng kiên nhẫn vô biên như lòng kiên nhẫn của người mẹ đối với con, quyết tâm tác thành cho con nên người mới thôi. Nếu không có được trí huệ, chí kiên nhẫn và nhất là lòng từ bi vô lượng như các vị Bồ Tát thì khó tránh khỏi cái nạn thối chuyển vì trần sa hoặc. Dưới đây là một đoạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm có thể chứng minh một cách hùng hồn lòng từ vô lượng của Đức Phổ Hiền. Hằng thuận chúng sinh là như thế nào? Nghĩa là có bao nhiêu chúng sinh ở cõi nước mười phương trong cả pháp giới, hư không giới, tôi đều tùy thuận mà chuyển mọi thứ thừa sự, mọi cách cúng dường, như kính cha mẹ, như phụng sự sư trưởng và A-la-hán, cho đến bậc Như Lai đều đồng không khác. Với kẻ bệnh khổ thì làm lương y cho họ, với kẻ lạc đường chỉ lối thẳng cho họ, với kẻ trong đêm tối làm cho họ được sáng lên, và với kẻ nghèo cùng khiến cho họ được gặp của Bồ Tát làm lợi ích bình đẳng với tất cả chúng sinh. Như thế làm gì Bồ Tát nhận thấy rằng tùy thuận chúng sinh tức là tùy thuận cúng dường chư Phật, nên tôn trọng thừa sự chúng sinh tức là tôn trọng thừa sự Như Lai. Tùy thời tức là thích ứng với thời đại, với giai đoạn mà hóa độ chúng sinh. Thời gian suy dần, cuộc thế biến chuyển, mỗi khi một khác
thời tiết có khi mưa, khi nắng, thay đổi theo bốn mùa, thì lòng người cũng có khi thích cái này, khi ưa cái khác. Nếu phương pháp hóa độ không biến chuyển, không thay đổi, để cho thích nghi với hoàn cảnh, với giai đoạn, thì phương pháp dù hay ho bao nhiêu cũng chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp. Bồ Tát hiểu rõ như thế, nên khi chỉ dạy chúng sinh cũng phải theo thời thế, biết khi nào là tượng pháp, khi nào là mạt pháp, để cho giáo pháp được thích hợp với căn cơ. Tóm lại, muốn hóa độ chúng sinh một cách có hiệu quả, thì Bồ Tát bao giờ cũng không quên hai điều chính là tùy cơ và tùy thời. Kinh Tâm Địa Quán cũng có dạy, các đức Phật chuyển pháp luân vẫn tùy cơ mà nói pháp, bao giờ cũng tránh bốn điều sai lạc: một là nói không phải chỗ, hai là nói không phải thời, ba là nói không phải căn cơ, bốn là nói không phải pháp. Bởi những lẽ trên nên Bồ Tát trong lúc hóa độ, khi thì hiện thân, khi thì ẩn thân, lúc làm thuận hạnh, lúc lại nghịch hạnh, khi dùng oai dũng, lúc lại từ hòa. Công hạnh của Bồ Tát sai khác nhiều đến vô lượng, nhưng chỉ phát sinh từ một ý duy nhất là tạo cái vui chân thật cho chúng sinh. Nên nhớ, tạo cái vui chân thật ở đây không có nghĩa là tạo ra cảnh giới thiên đàng hay cảnh giới cực lạc để cho những chúng sinh thân yêu của mình giàu hưởng như người ta ban phép lạ, mà chỉ có nghĩa là tạo cho chúng sinh cái mầm an vui chân thật bằng cách thức tỉnh, dẫn dắt chúng sinh tránh các điều dữ, làm các việc lành một cách tích cực mạnh mẽ, cho đến khi cái mầm vui nhờ các hành động lành ấy mà kết thành quả vui mới thôi. Đấy, lòng từ vô lượng là thế. Như trên đã nói, từ phải đi với bi. Nếu chỉ có bi không thì đại nguyện của Bồ Tát chưa thành, vì mới chỉ cứu khổ chứ chưa ban vui. Chúng ta là Phật tử, muốn tu hạnh Bồ Tát phải luyện tập cho lòng từ mở rộng mãi cho đến vô lượng vô biên. Hỷ vô lượng. Hỷ là gì? Nói cho đúng là tùy hỷ, nghĩa là vui theo. Vui theo có nhiều cách. Phóng tâm vui theo những cảnh trần, nào sắc, nào thanh, nào hương, nào vị, nào xúc, nào pháp, để mặc cho nó làm chủ, không biết phản giác, không biết tỉnh ngộ mà dẹp trừ những hiện hành phiền não. Ấy là vui theo dục vọng, theo thói quen phóng túng của lòng phàm. Vui theo ác nghiệp, như khi thấy một người sắc sanh, uống rượu, trộm cướp, đáng lẽ ta nên khuyên can mà lại không, còn bằng lòng theo họ đi vào con đường ác. Sự vui theo ở đây có nghĩa là khuyến khích đồng lõa với kẻ ác vậy. Vui theo những việc nhân từ phước thiện, như khi thấy người đem của ra bố thí, lập nhà thương, ta tán thành, giúp đỡ vui theo chứ công việc của họ. Sự vui theo này là một bước tiến đi đến con đường thiện nghiệp. Tuy thế, ta nên phân biệt hai trường hợp. Nếu lòng mình cũng muốn làm thiện, nên khi thấy người khác làm thì mình hoan hỷ tán thành, đó là trường hợp tốt, sẽ được nhiều phước báo. Còn nếu không vì lòng thiện, nhưng vì thấy người làm thiện được người ta ca tụng, danh tiếng vang đừng, mà mình cùng hùa theo tán thành, giúp đỡ để được tiếng khen lây, thì không khéo chỉ gây thêm ngã ái, ngã mạn. Khác với những lối vui trên là những lối vui tầm thường của thế gian. Hàng vị thừa chỉ vui theo cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Thứ vui theo này tuy không có tánh cách trụy lạc ác độc, nhưng theo chánh giáo thì cũng còn hẹp hòi, thiếu lòng từ bi trọng trải, vì chưa phải đúng nghĩa hỷ vô lượng tâm. Đức Phật còn quở đó là cái vui khôi thân diệt trí hay thu tịch niết bàn. Chỉ có sự vui theo sau đây của Bồ Tát mới đúng với nghĩa tâm hỷ vô lượng. Trong khi thực hành phương tiện từ bi để độ sinh, và sau khi công hạnh này được kết quả, nhận thấy chúng sinh hết khổ, hưởng vui, tâm của Bồ Tát tự nhiên cũng vui theo. Trong luận Đại Thừa Trang Nghiêm,
Ngài Trần Na Bồ Tát dạy rằng, sự vui này còn nhiều gấp bội sự vui của chúng sinh được hưởng. Bồ Tát còn xác nhận rằng, nếu làm chúng sinh được vui, tức là làm cho tất cả chư Phật vui mừng. Đó là lời nói của Đức Phổ Hiền. Nên nhớ cái hỷ của Bồ Tát có những đặc điểm sau đây. Chẳng những không làm cho chúng sinh mê lầm, mà còn giác ngộ cái mê và được giải thoát. Không còn bị cuộc trong dòng vui tự đắc, làm tăng trưởng ngã mạn, chấp trước ở thế gian, mà trái lại làm cho chúng sinh xuất thế, thoát ra khỏi phạm vi tư lợi, mà phổ biến và bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Tóm lại, sự vui ở đây bắt nguồn ở lòng từ bi mà phát ra. Lòng từ bi rộng lớn bao nhiêu thì cái hỷ này cũng rộng lớn như thế. Chúng ta là Phật tử, tu hạnh Bồ Tát, chúng ta phải tập cho được cái vui trong sạch, giải thoát của các vị Bồ Tát, chứ đừng quay cuồng theo cái vui nhiễm ô, ích kỷ, hẹp hòi của phàm phu hay hàng nhị thừa. Xả vô lượng. Xả là gì? Xả là bỏ, không chấp, không kể. Thói thường, khi chúng ta làm điều gì, nhất là khi được kết quả tốt, thì hay tự hào, đắc chí, đôi khi ngạo nghễ khó chịu. Sự bất bình, cãi vã, xung đột giữa bạn bè thân thuộc hay giữa nhóm này và nhóm khác cũng do tánh chấp trước, tự cho là quan trọng ấy. Nguyên nhân của tánh này là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Phàm phu thì vừa thấy có mình làm, chấp ngã, vừa thấy có công việc, kết quả mình đạt được, chấp pháp, nên cứ bị trói buộc trong cái giới hạn phân chia nhân ngã, bỉ thử, và do đó không bao giờ thoát được cảnh giới phàm phu. Còn hàng vị thừa tuy đã xả được chấp ngã, nhưng chưa xả được chấp pháp. Sau khi nhờ tu tập, các ngài thoát ly được tam giới, chứng được quả hữu dư y niết bàn. Các ngài coi như đó là phần thưởng xứng đáng của bao công phu tu tập và yên trí nơi cảnh giới sở đắc ấy. Do đó, hàng vị thừa vẫn còn bị biến dịch sanh tử. Chỉ có các vị Bồ Tát là những bậc chứng được pháp không, nên đã ly khai quan niệm pháp chấp. Khi các ngài ra công cứu khổ cho chúng sinh, thì đó là một sự cảm ứng tự nhiên. Giữa các ngài với chúng sinh, các ngài dùng trí hoàn toàn vô phân biệt để được bình đẳng phổ biến theo đồng thể đại bi. Chúng sinh có hưởng được vui chăng? Bồ Tát không thấy mình là kẻ ân nhân chủ động. Trái lại, các ngài còn thấy chúng sinh là ân nhân của mình trên bước đường lợi tha, tiến đến công hạnh viên mãn. Bởi thế, lòng từ, lòng bi của Bồ Tát thoát khỏi dòng ái kiến và trụ trước, tức là xả vậy. Đến như lòng hỷ cũng thế, Bồ Tát vui vì lòng từ bi, thấy chúng sinh được vui chứ không phải lúa vui tự đắc, vui vì thành thật tán thán công đức chung cùng chư Phật, chư Bồ Tát và chúng sinh, chứ không phải vui vì đắm mến riêng tư. Cho nên tâm tùy hỷ đây cũng hoàn toàn giải thoát, nghĩa là cũng thanh tịnh trên tinh thần xả. Như vậy, xả là một tâm lượng quảng đại cao cả, ở đó không kiến lập một tướng nào, kẻ gần người xa đều bình đẳng, kẻ trí người ngu vẫn như nhau, mình và người không khác, làm tất cả mà thấy như không làm gì cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình có chứng và quả chứng được. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có chép: niệm mà không chấp nơi niệm mới là niệm, hành mà không chấp nơi hành mới là hành, nói mà không chấp nơi nói mới là nói, tu mà không chấp nơi tu mới là tu. Lý hội nghĩa ấy là gần đạo, mê mờ không rõ là xa đạo. Làm được như thế tức là xả, xả hết tất cả mới thật là Bồ Tát. Nếu còn chấp một tướng gì, dù nhỏ nhặt bao nhiêu cũng chưa phải là Bồ Tát. Hãy nghe trong kinh Kim Cang Phật dạy ông Tu Bồ Đề: này ông Tu Bồ Đề,
nếu có vị Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Ý nghĩa chữ xả đã rõ ràng. Bây giờ chúng ta chỉ còn cố gắng tu tập dần dần cho được cái tâm xả ấy. Thành tựu được cái xả một cách hoàn toàn, cái xả vô lượng, tức là chứng quả Bồ Đề. Sự đối trị của bốn món tâm vô lượng. Bốn món tâm vô lượng là bốn trạng thái của tâm Bồ Tát, nhưng đó cũng là bốn pháp tu của những Phật tử tu hạnh Bồ Tát. Trong mỗi con người đều có hai xu hướng thiện và xu hướng ác. Hai xu hướng này cứ xung đột nhau luôn, hễ thiện thắng thì ác lùi, hễ ác thắng thì thiện lùi. Khi lòng giận hừng hãy thì tâm bi bị lấn, khi lòng sân bừng dậy thì tâm từ bị che khuất, khi ưu não dẫy đầy thì tâm hỷ không phát hiện, khi lòng ái dục còn nặng nề thì tâm xả không sanh. Trái lại, khi tâm bi lớn mạnh thì lòng hận phải yếu mòn, khi tâm từ lan rộng thì lòng sân phải lùi, khi tâm hỷ bừng lên thì lòng ưu não phải dẹp xuống, khi tâm xả phát triển thì lòng ái dục nhẹ đi. Sự chiến đấu với phiền não cũng như sự chiến đấu với giặc cướp phải tiếp tục mãi cho đến khi toàn thắng mới dừng nghỉ. Nếu chúng ta mới chiến thắng vài ba trận đã vội thỏa mãn và dừng nghỉ thì giặc cướp sẽ tái phát và hoành hành trở lại. Cũng thế, trong trận chiến đấu của từ bi hỷ xả chống sân hận ưu dục, chúng ta phải tiếp tục thi hành cho đến toàn thắng, nghĩa là bành trướng các đức từ bi hỷ xả cho đến vô cùng vô tận, để sân hận ưu dục hoàn toàn bị tiêu diệt mới thôi. Một khi bóng tối đang còn, là vì ánh sáng chưa mạnh, muốn bóng tối hoàn toàn tiêu tan thì ánh sáng phải đủ sức chiếu soi cùng khắp. Khi từ bi hỷ xả đã trở thành vô lượng thì phiền não sẽ không còn, và hành giả đạt đến quả vị Bồ Tát. Đó là ý nghĩa phiền não tức Bồ Đề mà Ngài Bồ Tát Trần Đa đã dạy trong Luận Đại Thừa Trang Nghiêm. Kết luận, chúng ta thường nghe quen tai và nói quen miệng bốn tiếng từ bi hỷ xả, nhưng chính vì quen quá mà chúng ta không để ý phân tách ý nghĩa sâu xa của nó. Bốn đức tính ấy có một sự tương quan mật thiết và bổ túc cho nhau, thiếu một không được. Vì thấy chúng sinh vô cùng khổ sở nên thương xót chúng sinh, vì thương xót chúng sinh nên ra tay cứu chúng sinh khỏi khổ. Bi, cứu chúng sinh khỏi khổ cũng chưa phải làm xong nhiệm vụ của tình thương, nên cần phải tiếp tục làm cho chúng sinh được vui. Từ, khi chúng sinh hết khổ được vui, mình mới vui được. Hỷ, nhưng nếu cái vui này mà còn vướng ngã mạn, tự đắc vì tự cho mình đã thành tựu những công hạnh lớn lao, thì cái vui ấy trở thành ái dục dơ bẩn nặng nề, kéo hành giả xuống hàng phàm phu. Vậy cái vui ấy cần phải là một thứ vui trong sạch, hoàn toàn xa lìa các thứ chấp trước như nhân, ngã, bỉ, thử, chúng sinh, Bồ Tát, xả. Đó là về phần phẩm. Còn nói về phần lượng thì bốn đức tánh này cần phải rộng lớn vô cùng, hay nói theo danh từ thường dùng là phải vô lượng. Có vô lượng mới đủ sức cứu độ chúng sinh cũng nhiều vô lượng. Có vô lượng mới lấn át tất cả những phiền não và không cho chúng có đất sống để tái phát và nhiễu loạn. Đó là hành tướng và ý nghĩa của bốn món tâm vô lượng, hay của bốn đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà chúng ta thường tán thán mỗi khi niệm các danh hiệu Bồ Tát hay Phật. Phải công nhận rằng có được bốn món tâm vô lượng không phải là dễ, mặc dù bốn đức ấy đã nằm sẵn trong bản tánh thanh tịnh của chúng sinh, nhưng cũng đừng thấy khó mà vội chùn chân lùi bước. Có công việc gì được thành công lớn lao, rực rỡ mà dễ dàng đâu. Yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công
là sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Người tu hành cũng như kẻ trèo núi, đừng thấy núi cao mà nản chí sần lòng. Trước tiên phải lập chí quyết trèo lên cho đến chót núi, rồi sau đó cứ tuần tự kiên nhẫn bước từng bước một, đừng hấp tấp cũng đừng trễ nải, thì một ngày kia thế nào cũng đặt chân lên được chót núi cao. Người tu hành cũng vậy, hãy phát bốn lời thệ nguyện lớn, rồi cứ tuần tự kiên nhẫn mà tu tập theo những pháp môn Phật đã chế cho, đến khi thành tựu mới thôi. Cầu mong quý vị Phật tử đều phát tâm dũng mãnh tu bốn món tâm vô lượng. Hoằng pháp.